Có nhiều anh chị bảo là trong phòng làm việc thì có nên để của lãnh đạo, có nên để cây xanh hay là để bể cá hay không, hay là để các cái vật phẩm phong thủy hay không. Chứ ông giám đốc thì suốt ngày giật ra giật dẹo thì làm sao một doanh nghiệp mà vượng được. Đối với cả cái vị trí của lãnh đạo doanh nghiệp là cái vị trí tối quan trọng, và trong phong thủy người ta so sánh, tức là người ta nói rằng là cái vị trí của cái doanh nghiệp, cái cổng cửa để thu nạp khí của doanh nghiệp rồi thì đến yếu tố thứ hai là yếu tố chủ phòng, tức là yếu tố của lãnh đạo doanh nghiệp. Cho nên ra là cái văn phòng của giám đốc hay là văn phòng của cái người lãnh đạo phải là chọn một cái nơi là tốt nhất. Tốt nhất ở đây tức là thu nạp được khí, vượng khí nhất. Chứ vượng khí nhất của trong toàn bộ cái sàn thương mại, tức là trên cái sảnh văn phòng của anh chị, hay là nằm ở trong cái tòa nhà của anh chị, ở cái tầng tối ưu nhất, nằm ở cái vị trí tối ưu nhất. Đối với cái tòa nhà thì không nhất thiết là cái vị trí của giám đốc nó phải nằm ở, nhiều anh chị quan điểm rằng là giám đốc có phải ngồi ở chỗ cao nhất, tức là phải ngồi trên tầng 5, tầng 6, tầng 7, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Không phải là nhân viên mình ngồi lên trên mình thì gọi thế là trên, không phải, mà người ta còn phải căn cứ vào cái ngũ hành của từng cái tầng, sau đó người ta căn cứ vào cái vị trí của cái phòng ốc, rồi cái cổng cửa, rồi hệ thống vị trí của thang bộ hay là thang máy, để người ta xét xem là cái phòng nào sẽ là cái phòng mà tốt nhất trong cái tòa nhà đó, hay là trong cái văn phòng đó, hay là trong cái toàn bộ cái mặt bằng của cái khu vực hay là của một cái không gian đó, để người ta chọn ra cái phòng chủ tịch hay là phòng của giám đốc. Thì sau khi chọn lựa được cái phòng mà nó đảm bảo được đắc được khí rồi thì sau đó người ta mới tiếp đến người ta chọn lựa cái hướng ngồi của cái người lãnh đạo. Cái hướng ngồi này thì yếu tố đầu tiên, nguyên tắc ở phong thủy là nhất vị nhị hướng. Nhất, cái vị trí ở đây cũng như là trong phong thủy tam hợp phái thì người ta gọi là vị trí đắc khí ở trong phòng. Thì vị trí nào để đắc khí trong phòng, và vị trí nào mà phải không bị phạm sát. Sát ở đây nó còn sát của lý khí, rồi sát của hình thế, rồi sát của cái môi trường xung quanh. Đương nhiên như câu chuyện như không tựa vào nhà vệ sinh, không quay trực diện ra cửa, hay là không tựa lưng vào cửa sổ, hay những cái tiêu chí đó thì nó chỉ là một phần trong cái tổng thể đánh giá xem là cái văn phòng làm việc tốt hay không. Những cái biểu hiện mà chúng ta thấy rằng là khi mà vào phòng giám đốc mà chúng ta thấy được rằng là, một này là cái người giám đốc hay lãnh đạo mà ngồi phòng đấy cảm thấy rất là hưng phấn hoặc là thích thú khi làm việc. Yếu tố thứ hai nữa là khi mà khách hay là bạn hay là đối tác hay nhân viên mà bước vào cái phòng giám đốc thì phải cảm thấy là cái sinh khí, cái năng lượng nó tràn đầy và kích thích cái tinh thần làm việc, kích thích cái sự chia sẻ hay là kích thích cái sự góp ý để mà cùng phát triển cái doanh nghiệp đó, đúng không ạ? Rồi cái yếu tố tiếp theo nữa là khi mà anh chị ngồi ở trong làm việc đó thì không có cái trạng thái là mệt mỏi hay buồn ngủ, và cái người giám đốc khi ở trong doanh nghiệp thì không có cái suy nghĩ lung tung, hay là người ta sẽ không có những cái thông thường là cái việc mà thị phi nội bộ là nó sẽ không có, và thứ hai nữa là cái việc thị phi ra bên ngoài đối với giám đốc là không có. Tôi đang nói là những cái biểu hiện để tôi nói về một cái phòng làm việc tốt. Đương nhiên nó phải thoáng mát, đương nhiên là nó phải đầy đủ ánh sáng, đương nhiên nó phải sinh khí. Cái sáng mát, cái thoáng mát, cái sinh khí, cái đầy đủ ánh sáng đó, có cây xanh đó thì nó làm cho là cái sức khỏe của lãnh đạo doanh nghiệp, của người chủ nó vững bền, và khi mà cái sức khỏe của người chủ của doanh nghiệp đó nó vững ấy, thì cái doanh nghiệp đó mới vững được. Chứ giám đốc thì suốt ngày giật ra giật dẹo thì làm sao một doanh nghiệp mà vượng được. Và ngoài ra thì cái phòng đó, cái phòng của lãnh đạo doanh nghiệp đó là phải là nó nằm ở cái nơi như tôi nói là ngoài việc đắc khí ra, đắc địa ra, và nó phải thuận tiện trong cái việc mà di chuyển. Cái việc mà di chuyển không nên đi xuyên qua rất nhiều các phòng ban hoặc đi qua một cái phòng ban nào đó để mà vào phòng giám đốc chẳng hạn, thì cái chuyện đó thì cũng là cái chuyện chúng ta cần phải nên tránh trong cái bố cục. Và trong cái phòng giám đốc thì chúng ta ngoài cái việc mà bố trí cái bàn làm việc đúng cái vị trí, sau đó mới đến cái vị yếu tố thứ hai là nó phải phù hợp với phương hướng. Hướng ở đây thì bắt đầu người ta căn cứ vào cái đường khí di chuyển trong phòng, căn cứ vào tuổi của cái người mà chủ sự, ví dụ như là ông giám đốc, để người ta xác định xem là cái phương hướng nào là cái phương hướng mà ngồi mà tốt nhất. Ngoài ra thì trong phòng thì sẽ được kích hoạt các cái phương vị quý nhân lộc mã, được kích hoạt các phương vị tài lộc để tăng cường thêm quý nhân, tăng cường thêm cái những yếu tố tốt lành cho cái người trái chủ. Tức là cái việc mà tăng cường yếu tố tốt lành, ví dụ như là tăng quý nhân chẳng hạn, thì để chúng ta có thêm khách hàng, tăng quý nhân để chúng ta có thêm nhân sự tốt hay có thêm nhân viên tốt, đúng không ạ? Tăng thêm tài lộc để có thêm được cái sự may mắn, để làm sao cho cả đinh tài lưỡng vượng. Có nhiều anh chị bảo là trong phòng làm việc thì có nên để của lãnh đạo, có nên để cây xanh hay là để bể cá hay không, hay là để các cái vật phẩm phong thủy hay không. Thì thực tế thì trong phòng làm việc của lãnh đạo thì chúng ta hoàn toàn có thể để vào đó cây xanh. Những bạn nào mà hỷ dụng thần là thủy, chúng ta hoàn toàn có thể để vào đó bể cá, đúng không ạ? Những vật phẩm phong thủy cũng rất là tốt, chúng ta nên để vào trong phòng làm việc của lãnh đạo những cái vật phẩm như là các cái hồ lô, bởi vì hồ lô thì tác dụng của nó kỵ tà hóa sát đã đành rồi, mà nó có tác dụng hóa giải thị phi và hút cái âm khí rất là tốt. Ngoài ra thì một trong những cái món mà chúng ta hay để trong bàn lãnh đạo đó là các cái quả cầu đá. Cái cầu đá thì nó mang cái năng lượng dương tích cực và nó kích hoạt năng lượng rất là tốt, để mà nó kích hoạt được cái vượng khí, làm cho là thân mệnh thăng bằng, thì nó làm thân nó thăng bằng, vượng khí thì nó sẽ tăng được tài lộc quý nhân. Có thể là căn cứ vào cái hướng cửa ra vào của cái văn phòng làm việc, ví dụ như hướng nam chẳng hạn chúng ta nên sử dụng cầu đá hồng, nếu như là hướng bắc chẳng hạn thì chúng ta sử dụng cầu đá tím, nếu là hướng đông chẳng hạn chúng ta sử dụng cầu đá xanh, nếu như là hướng tây chẳng hạn chúng ta sử dụng cầu đá trắng. Cái việc này đó là cái việc mà thu cái khí vào để mà tăng cường lên, bởi vì chúng ta xác định rằng là vị trí văn phòng chúng ta là vị trí tốt rồi, khí tu vào từ phương là tốt rồi, thì việc kích hoạt cái khí đấy lên bằng thạch anh thì cũng là tốt. Còn phương án hạ sách, tức là trong trường hợp mà hạ sách là cách mà thông thường bây giờ lại là chính cái phương pháp hạ sách này anh chị hay dùng, đó chính là sử dụng căn cứ vào cái bản mệnh nạp âm, đúng không ạ? Bản mệnh nạp âm của anh chị, ví dụ anh chị sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý đi, thì chúng ta thấy rằng tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc đi thì người ta dùng cái quả màu xanh hoặc quả màu tím, nó hay là tuổi Bính Dần đi mệnh Hỏa đi thì là dùng quả màu xanh hoặc quả màu hồng để mà bổ vào cái thân mệnh của mình, đúng không ạ? Còn các cách khác anh chị sử dụng ví dụ như là quẻ mệnh chẳng hạn, hay là quẻ nạp mệnh hay quẻ phối mệnh, tất cả các cách đó thì nó không được xếp vào hạ sách, nó mà xếp vào tạp sách, đúng không ạ? Chị dùng từ là tạp sách thì chẳng có sách nào người ta nói cái đấy. Đối với phòng lãnh đạo thì ngoài ra thì người ta còn hay sử dụng một số các cái vật phẩm nữa, ví dụ như là bình lông công. Cái bình lông công khi mà được sử dụng trong đó, vì bình lông công tác dụng của nó là kỵ tà và nó tăng quý nhân và nó tăng và hóa giải thị phi, cho nên ra là cái bình lông công thì nó có cái thủ pháp để mà sử dụng, chứ không phải là ra ngoài chợ mà mua mấy cành lông công mà cắm vào đấy mà được việc thì không phải. Nhưng mà anh chị làm lãnh đạo chẳng hạn, mà chúng ta cảm thấy rằng cái việc mà cái lực của chúng ta khi mà chúng ta trao đổi, hoặc là cái việc mà chúng ta đưa ra những cái tôn chỉ, những cái áp đặt đối với người dân, hoặc là những cái quyết định của mình mà cảm thấy khó khăn, hoặc là mình cảm thấy mình lúng túng, thì chúng ta có thể sử dụng các cái ấn để chúng ta đặt vào đấy cũng được, cái ấn vào đấy. Nhưng mà cái việc sử dụng ấn này thì chúng ta cũng phải lưu ý cái ngũ hành của nó. Và cái tiêu chí quan trọng nhất đó là thường xuyên cái phòng lãnh đạo chúng ta phải giữ cho sạch sẽ này, gọn gàng này, chúng ta giữ cho nó ngăn nắp này, và lúc nào cũng phải thoáng mát, và thường xuyên vệ sinh. Nếu như mà có cây xanh ở trong đó mà chẳng may mà héo hoặc chết hoặc cạn nước thì chúng ta phải thay mới ngay. Khi cái người chủ của cái doanh nghiệp đấy mà phát triển thì tất cả những cái nhân sự hay cả cái doanh nghiệp đấy, hay cái sức mạnh của doanh nghiệp đấy nó sẽ phát triển. Còn nếu như mà khi mà cái phòng đó hay là cái môi trường đó nó mà không tốt thì toàn bộ không gian đó hay là toàn bộ doanh nghiệp nó cũng sẽ là không có được thuận lợi.